James là một bác sĩ sản khoa tận tâm với công việc. Bất kể ca sinh khó nào, chỉ cần anh có mặt đều thành công. Nhưng đấy chỉ là bộ mặt thật vào buổi sáng của gã ta. Ban đêm hắn hóa thân thành một con ác thú dâm tặc. Những con mồi non nớt sẽ tự tìm tới gã. Họ là những cô gái còn trẻ có thai ngoài ý muốn, vì không muốn mất mặt với gia đình và họ hàng mà đến nhờ tên bác sĩ giúp phá bỏ. Không ngờ lại bị James quay clip lại để uy hiếp mình. Và tất nhiên khi các cô gái trẻ sợ hãi thì hắn có thể làm bất cứ thứ gì gã muốn trên cơ thể của họ. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc chán nản, James bắt đầu đi tìm những con mồi mới và thú vui mới cho mình. Đen đủi thay, cô gái mù này lại bị gã ta nhìn trúng rồi. Cô ấy chính là Yuga, một cảnh sát lương thiện luôn giúp người. Yuga bị mù cũng chỉ vì do bắt đứa em trai chơi bời của mình. Trên đường đi không may gặp tai nạn, nữ chính văng ra ngoài và bị thương nặng. Cậu em trai vì bị còng tay trên xe nên không thoát được mà qua đời. Sau vụ tai nạn đó, cô gái xinh đẹp đã bị mất đi thị lực. Yuga cố gắng học cách sinh hoạt, đi đứng bình thường và được mọi người tặng cho một cậu vàng. Nó cũng trở thành con mắt của cô. Nữ chính hàng ngày vẫn tích cực gặp bác sĩ để điều trị nhưng vẫn không khả thi. Quay lại với tên bác sĩ biến thái. Bây giờ thay vì cưỡng ép những cô gái phá thai thì hắn lại giả dạng làm tài xế taxi, đợi con mồi tin tưởng là hạ thuốc mê mang về nhà hãm hại đời họ. Còn người không may mắn hôm nay lại chính là nữ chính của chúng ta. Yuga đang đi gặp bác sĩ của mình và cho cô biết đôi mắt của nữ chính sẽ không thể sáng lại nữa. Nhưng cô có thể cảm nhận và thấy hơi mờ ảo mọi vật. Yuga đau đớn không chấp nhận sự thật này, tại sao lại là cô? Cô từ từ rời khỏi phòng khám ra về. Trời đổ mưa, cô đang đứng đợi xe buýt thì lọt vào ánh mắt của tên bác sĩ. Bao nhiêu cô gái hắn đều nếm qua rồi nên lần này chọn của lạ để nếm xem mùi vị như thế nào. Hắn đến trước mặt cô và nói mình là tài xế taxi. Vì không thấy rõ nên cô cũng tin và lên xe chứ không hề nghi ngờ. Vừa bước vào xe, người đàn ông ân cần đưa khăn cho cô lau, cùng với chai nước cho cô như cái cách mà hắn lừa các cô gái khác. Vì là cảnh sát nên cô phát hiện trong chai có mùi lạ của thuốc mê. Yuga bảo mình không khát nhưng gã bác sĩ cứ ép cô phải uống. Trong lúc giằng co thì chiếc xe đâm trúng người đi đường. Nhân lúc gã ta xuống xe kiểm tra thì cô định bỏ trốn nhưng lại bị phát hiện được. James bảo chỉ là một con chó qua đường nên quệt nhẹ phải. Trực giác mách bảo nên cô lấy tay kiểm tra. Vết lõm xe rất to nên không thể nào là động vật nhỏ được. Thấy không ổn nên cô gái định báo cho cảnh sát thì lại bị James này hất điện thoại đi rồi ép vào lại xe. Nhưng hắn ta không ngờ cô lại chính là cảnh sát. Chỉ một động tác nhỏ đã khóa tay gã ta ép vào xe. May mà có người đi ngang nên hắn ta nhân cơ hội hất Yuga ra và lên xe bỏ trốn. Hôm sau, nữ chính đến trình báo cảnh sát nhưng không ai tin cô cả. Ai lại đi tin người mù báo án cơ chứ? Anh sĩ quan hỏi sơ để nhanh chóng khép lại vụ án. Bất ngờ là cô có thể miêu tả chính xác vóc dáng của người đàn ông định hãm hại mình. Rồi cô đọc luôn số đo 3 vòng của anh cảnh sát để coi có tin cô hay không. Anh ta ngớ người vì những điều Yuga nói đều đúng cả nên không thể không tin cô gái mù này. Cảnh sát chính thức tiếp nhận vụ án và bắt đầu việc mở rộng điều tra gã biến thái. Cảnh sát giao tin ai có thông tin liên quan đến vụ tai nạn hôm trước thì đến đồn báo cáo sẽ có thưởng. Không lâu sau đó, có một anh shipper đi đến và báo cáo rằng hôm trời mưa mình có va chạm với một người đàn ông. Mọi chi tiết anh ta thuật lại đều đúng với lời khai của cô gái, nhưng chỉ có duy nhất một thứ không trùng khớp. Yuga cho rằng gã ta lái một chiếc taxi nhưng anh shipper lại nói người đó lái xe riêng. Cảnh sát tin cô gái mù hơn và nghĩ anh shipper đến đây báo tin giả để lấy thưởng nên đã đuổi anh ta đi. Sĩ quan dẫn theo cô gái đi điều tra và cấp cho cô một thiết bị nghe lén. Viên cảnh sát đi hỏi tất cả tài xế trong khu vực để xem Yuga có nhận ra giọng nói của hắn ta hay không, nhưng kết quả vẫn quay về con số 0. Hắn vẫn là một ẩn số quá lớn đối với bọn họ. Còn gã bác sĩ James biến chất sau khi bỏ chạy lại phát hiện ra căn cước công dân của Yuga. Hắn ta biết được thông tin của cô, hóa ra cô chính là cựu cảnh sát. Bắt đầu lên kế hoạch theo dõi phục thù vì đã biết nơi ở của nữ chính. James đứng đợi trước sở cảnh sát lại vô tình nhìn thấy anh shipper, người mà hắn ta đã vô tình đụng trúng hôm trước. Vì sợ bị bại lộ thân phận nên hắn ta âm thầm đi theo. James muốn giết người bịt đầu mối. Anh shipper vừa đi vào một con hẻm vắng thì James cũng theo sau. Anh shipper cảm giác ai đó đang theo dõi mình nên cố gắng chạy trốn. Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn ta đón đầu đánh tới tấp để giết người bịt miệng. Định làm thêm phát nữa cho chắc chắn thì may mà có hàng xóm đi xuống đổ rác vô tình phát hiện ra. Gã nhanh chóng bỏ chạy để lại anh ta. Không ngờ bà hàng xóm thì có lẽ phim tới đây là hết rồi. Sau khi đưa anh shipper vào bệnh viện, cô gái mới nhớ lại rằng da trên chiếc xe là da thật và cả tại sao lại có luôn cả một chai nước để sẵn cho khách như vậy. Những thứ như này một chiếc taxi bình thường không thể có được. Lúc đó nữ chính mới nhận ra lời của anh shipper là chính xác. Cộng với tình hình hiện tại thì có khả năng tên khốn đó sẽ đi tìm mình để thủ tiêu. Cô nhanh chóng để cậu vàng dẫn đường cho mình lên tàu điện ngầm về nhà. Yuga không biết rằng gã biến thái kia cũng đang ở cùng toa tàu với cô. Anh shipper vô tình đi ngang thấy người đã tấn công mình đang ở trên đó, định chạy đến ngăn cản nhưng tàu đã chạy mất rồi. Anh đành cố gắng gọi báo cho cô biết mình đang gặp nguy hiểm. Thông qua video call, anh ta chỉ dẫn cho Yuga tìm đường thoát thân. Nữ chính cố gắng bỏ chạy nhưng làm sao mà thoát được gã to con kia. Đã vậy một người mù lại còn chạy đua với kẻ sáng mắt. Hắn ta chạy đến dùng dao khống chế cô gái, nhưng may vì đã chuẩn bị từ trước. Yuga rút bình xịt hơi cay ra bơm thẳng vào mắt James rồi nhân cơ hội chạy thoát.
Cô không ngờ tới nhất là cậu vàng dẫn đường lại chạy mất, làm Zuga mất phương hướng. Chạy được nửa đường không thấy chủ đâu nên con chó mới quay lại tìm. Vừa tới nơi thấy ngay cảnh có kẻ đang đâm mũi tiêm vào chủ của mình trong thang máy. Cậu vàng lao vào tấn công gã ta để cứu thoát Zuga nhưng lại bị hắn rút dao đâm tới tấp. Nó vẫn kiên quyết không nhả cho đến khi không còn sức chống trả nữa. Nữ chính nhờ đó mà cũng đã thoát được nanh vuốt của kẻ dâm loạn. Tỉnh dậy, Zuga vô cùng đau khổ vì mất đi cậu vàng. Nó cũng không khác gì người thân của cô. Cảnh sát thấy vụ án càng ngày càng nghiêm trọng, có thể xảy ra án mạng bất cứ lúc nào. Họ nhận thấy thuốc mê tiêm lên của cô gái là một loại thuốc chuyên biệt chỉ có nhân viên y tế mới có thể sử dụng. Người duy nhất nhìn thấy mặt hung thủ là anh shipper cũng đã phác họa ra được chân dung của hắn. Cảnh sát khoanh vùng đối tượng xung quanh các bệnh viện nhưng cũng không tìm ra được manh mối. Zuga gái liền nghĩ đến những cô gái mất tích trong vụ án gần đây. Nàng chắc chắn họ đều có liên quan nên đã cùng cảnh sát đến hỏi bạn thân của người mất tích. Năn nỉ mãi con bé mới chịu khai rằng hôm đó hai người đi phá thai. Vì sợ gia đình biết nên đã âm thầm đến chợ đen để thông qua trung gian tìm bác sĩ nhưng không biết ông ta là ai cả. Cô gái vì không thể đợi được nữa nên đã giả vờ mình đi phá thai để tìm kiếm tung tích tên hung thủ. Nữ chính được tên trung gian dẫn đến một căn phòng bí mật đợi bác sĩ. Quả nhiên gã James biến thái xuất hiện thật và hắn chính là kẻ họ cần tìm. Gã đến gần định thịt cô nhưng Zuga mạnh mẽ đáp lại hành động đó. Anh đã bị bao vây bởi cảnh sát rồi nên cố mà vui đi. Tên bác sĩ nghe xong đầy sợ hãi nhưng vẫn phải chạy ra xem. Thật bất ngờ gã ta không thấy ai cả, hóa ra cô ta đã lừa mình nên cũng không còn sợ nữa. Hắn ta rút thắt lưng chuẩn bị cởi quần hành sự. Lúc này nữ chính âm thầm lấy ống tiêm thuốc mê giấu sẵn trong đồng hồ ra đâm hắn ta. Tên James bắt đầu ngấm thuốc loạng choạng tiến tới. Hắn chuẩn bị đâm nàng thì đột nhiên một nhóm shipper lao vào tóm lấy gã. Thì ra cảnh sát không đến được là do cấp trên ngăn cản vì nghĩ lính mình chơi đá quá liều, xăng đang tăng giá nên bớt đi dạo đi. Hóa ra vì lo sợ cho cô nên anh shipper âm thầm gửi thông báo vào nhóm giao hàng. Nếu ai thấy chiếc xe đó thì hãy thông báo. May mắn có người tìm thấy và cả nhóm lao vào kịp lúc gã cuồng dâm kia sắp hành sự. Tên bác sĩ bệnh hoạn nghiện nướng khoai đã bị bắt nhưng gã vẫn rất ngoan cố. James liên tục đập đầu vào thanh sắt dọa sẽ tự sát và ngã bất tỉnh. Nếu hắn chết thì mấy anh cảnh sát cũng tới công chuyện. Họ đành phải mở cửa kiểm tra xem hắn ta đã chết chưa. Bất ngờ gã biến thái bật dậy, hắn như một con bò điên đánh bật hết và hạ gục cả ba người cảnh sát. James đã trốn ngục thành công. Việc đầu tiên là tới nhà Zuga để trả thù mối nhục này. Cô bước vào nhà nhưng không nhận ra gã đã ngồi ở phòng khách từ lúc nào. Hắn lao tới tấn công cô, may mà có anh shipper đến kịp lúc, anh đẩy ngã hắn qua một góc. Nữ chính nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát nhưng dây điện đã bị cắt. Cô kiếm điện thoại di động lại cầm nhầm cuốn sổ. Anh shipper phía này không phải đối thủ của hắn. Anh cố chặn James lại cho Zuga chạy thoát thân. Gã như một con thú hoang đâm gục luôn anh chàng. Cô gái nhanh trí lấy kéo đút vào ổ điện rồi đổ nước vào làm nhà cúp điện. Bóng tối chính là lợi thế của Zuga. Ở trong bóng đêm cô có thể cảm nhận rất rõ ràng. Zuga dùng máy báo động dụ hắn vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại nhưng làm sao ngăn được con thú hoang này. Nữ chính kéo anh shipper ra một góc và băng bó vết thương cho anh. Tên James từ đâu lao vào trong phòng lại không ngờ được rằng Zuga đã đổ đầy răng ra sàn và cả người gã ta. Cô cầm cây diêm đe dọa nếu tiến thêm một bước thì hắn sẽ thành chó thui sang ngay. Hắn ta cũng không hề sợ hãi cầm gậy đánh văng cô cùng que diêm đi. Nhưng số trời đã định que diêm lại bay đúng vào người hắn. Gã ta đau đớn lăn lộn xuống đất để dập lửa. Chắc là xăng pha nước nên cháy được một tí thì lại hết. Hắn ta quay hai vòng là tắt hẳn rồi. Tên cuồng dâm đứng dậy hất ngã nữ chính ra xa mấy mét rồi đánh cô liên tục. Phía này anh shipper đã hồi phục lao tới đánh cho hắn một gậy vào đầu bất tỉnh. Cả hai cùng nhau trốn ra ngoài nhưng vừa ra được một đoạn thì tên bác sĩ chạy đến xô ngã cả hai. Anh shipper cùng hắn ta solo, còn Zuga lúc này lại nhớ về cậu em trai mà mình đã bất lực không thể cứu sống. Cô không thể để quá khứ lặp lại. Nàng tỉnh dậy đập vào xe làm nó báo động gây sự chú ý của hắn. Zuga cầm sẵn viên gạch trên tay chỉ chờ tới khi hắn đến gần đập chuẩn vào đầu khiến gã ngất tại chỗ. Sợ hắn còn có thể tỉnh lại, nữ chính liền tặng thêm vài phát nữa cho chắc chắn. Cuối phim cảnh sát cũng tìm được và giải cứu cho những cô gái bị hắn ta nhốt trong nhà riêng. Kẻ xấu thì luôn sống dai nhưng không bao giờ có thể tồn tại mãi mãi. Chỉ cần có người tốt luôn dám đứng lên đấu tranh thì cái ác sẽ không thể chiến thắng. Những cô gái trước khi trao thân cho ai đó hãy nhớ rằng liệu họ có sẵn sàng chịu trách nhiệm với mình hay chưa nhé.